cái rượu khu phố văn hóa là phường Phú Tân. Đây giờ mình sẽ đi đường vườn nha, vô đường vườn ở đây là toàn là dừa không. Đây là lá dừa nước, dừa ở đây người ta mới bồi mương bồi vườn đồ láng te hết rồi, giờ đẹp mắt. Đây có một cái con lậu đam, mình chở cho cả nhà đi con lậu đam này nè. Đây, đó, đây con lậu đam mới mở luôn. Ồ, đây không phải. Ngay đây là đi vô nhà của người ta nên đi không được. Đi lại. Đường này thì chưa có đổ đan, đá lởm chởm. Đó, để quẹo đường này ra. Quẹo đường này phải đi ra cái con lộn nãy mình mới quẹo lộn. Tại nãy đứng bên kia dòm nó có cái cổng rào đi không có được. Cả nhà dòm thấy đâu này là vừa không. Đi con đường có nhục xíu thôi đó nha cả nhà. Ở trong này toàn là cỏ cây rậm rạp. Đó, đây là mé dầm, mấy cây này là mấy cây mé dầm. Còn cái này thì lá dừa nước, đây thì dừa. Đó, ra đây bắt đầu có lẩu đam ngon rồi nha. Kiến giang
lui trước mặt cả nhà là đường gì quên rồi, đường gì của phường 6 nè, Trương Định, đường Trương Định. Quẹo xuống là đi vô thành phố Bến Tre, còn giờ mình quẹo lên đây là dòng xe mẫu. Đường Trương Định buổi chiều rất là đông xe luôn. Hai bên là hàng quán, quán ăn, bán đồ thời trang. Dòng xe mũ, mình đã ra dòng xe mũ rồi. Bây giờ mình sẽ chở cho cả nhà đi lên con đường Bình Phú nha. Giờ quẹo tay trái là sẽ đi ra cầu Hàm Luông á. Bây giờ mình sẽ chở cho mọi người đi đường Vườn tiếp. Nhiều xe quá trời xe luôn. Dừng xe luôn, qua cái dòng xây nghẹt ở trên. Đây là quán cà phê Làng Văn. Giờ mình đi đường này thì nó bị hơi ngược nặng vậy đây. Nắng chiếu lung linh, ánh mai vàng. Giờ mình sẽ chở cho mọi người đi vô đây khám phá cung đường ở trong này. Ở đây là Bình Phú, ấp Bình Thạnh, ấp Bình Thạnh nhé, đây là ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú. Có cái cổng ấp văn hóa Bình Thạnh. Xe ở đây cũng quá chừng đông luôn nè, đi vô trong này cũng khiếp. Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, xe chở hàng. Chiều ở đây cũng tấp nập hết trơn.
nhộn nhịp, xe cộ đông đúc, nhà cửa ở đây thì khích đeo hết trơn. Thiết kế quảng cáo nội thất wow quá bự, bự quá trời. Ở đây là mình sẽ gặp một cái ngã ba. Bây giờ ngã ba này mình sẽ vừa phải nha cả nhà. Mình sẽ đi khám phá đường bên tay phải. Gà nướng Cúng Đinh. Đó, giờ đi tay phải nha. Đường tay phải này á là nó sẽ dẫn mình đi ra đường dẫn cầu Rạch Miễu 2. Nhưng mà mình không biết là nó ra ở cái chỗ nào, cho nên mình sẽ chạy chở cho mọi người đi vòng 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 lên đây tham quan chơi cho biết. Mình cũng biết luôn, mình chỉ biết cái con đường này nó sẽ đi như vậy chứ mình cũng chưa đi bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên mình đi con đường này, mình chở cho mọi người đi luôn, cùng đi ngắm cảnh. Bán đất kìa cả nhà, đây có bán đất nữa nha, ai có mua vô ngay đây có nữa nè, quảng cáo đất luôn. Bán đất ở đây thì bán mai con. Hôm nay còn ở đây người ta còn trồng sơ ri quá trời luôn. Ô vô đây có người ta thả diều nữa nè, wow. Ồ, thả một con diều cá mập. Đây, Siri nha cả nhà. Cái bên này là Siri. Ồ, lên đây là có một cái con đường ngã tư gì ở đây nữa nè. À, cái con đường này cả nhà biết đi đâu không? Mình không nói gì mọi người làm gì biết. Cái con đường đó đó là nó sẽ ra ngay cầu, trên cầu sân bay, ngay cái trường cao đẳng á. Đường đó đó. Ra kêu cái lộ gì mình quên tên, nhưng mà ở dưới ngã tư Tân Thành chạy vô qua cầu sân bay nó có cái ngã ba rẽ phải, ngay đó là cái đường mà ra ao cá hồi xưa, ngay mấy cái vuông cá đồ, giờ là nó làm ngay đó là nó làm, bây giờ người ta cất những cái khu chung cư đó, nó chạy cặp theo khu chung cư là cái con đường đó đó. Lâu lâu đi mình cũng lộn, còn này mấy con xương rồng nè, giờ này hàng rào còn nguyên cái dàn hàng rào xương rồng luôn đây, quá trời. Chở cho mọi người đi, còn bên này thì nguyên một vườn sơ ri luôn, trong này còn trồng sơ ri nhiều quá, khu của Bình Phú nè.
đây có bán đất nữa nha cả nhà, có thổ cư luôn đó. Ngay mé tay phải mình vừa chạy qua bán đất thổ cư khu Bình Phú. Nghe nói Bến Tre như mấy khu quy hoạch ở đây là cái ruột nghe nói là bỏ hay gì á, nó còn cái vùng rìa ở ngoài á, không biết sao. Cái ruột trong như là bị quỷ hay gì rồi. Hai chân dài, hai cô gái chân dài đi qua đó, mình không đi theo, mình đi qua con đường này. Đường này nó đẹp. Đây có đất bán nữa nè cả nhà, đó, nguyên khu bên đây hết nè. Rồi, ở đây là ấp 2 xã Sơn Động rồi nha cả nhà.